Dạ vâng, ngày Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020, em Hoan xin được vui mừng chào đón tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay thì em Hoan lựa chọn một mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương. Đây có thể nói là một trong những mẫu xe phân khúc hạng A gọi top 10 những mẫu xe bán chạy nhất thị trường hiện nay, một mẫu xe phân khúc hạng A của Hyundai. Và trước mặt anh chị đó chính là chiếc Hyundai Grand i10 Sedan sản xuất 2019, số tự động, máy 1.2. Chiếc xe hiện tại mang biển tỉnh, đây, mang biển số Trà Vinh anh chị nhé. Một chủ mua mới từ đầu, 2019, số tự động, gần như gọi là bản cao nhất của i10 rồi. Và đây là hai đầu, có cái cốp sau rất là rộng rãi và chiếc xe chạy đúng 12.000 km, siêu mới. Lớp sơn zin gần như tuyệt đối và không một lỗi nhỏ anh chị nhé. Và để giới thiệu và chi tiết mẫu xe này thì anh chị xem video qua kênh YouTube của em An thì cho em An Hoàng An một like, một đăng ký kênh, cũng như là nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Hai số hotline quen thuộc của em An và địa chỉ cửa hàng em luôn ghim ngay ở màn hình của video. Anh chị lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và tất cả xe em Hoàng An trả bán với anh chị đều cam kết tuyệt đối với lời lỗi. Ở mẫu xe này thì ngân hàng hỗ trợ cho anh chị toàn quốc luôn. Anh chị ở đâu em cũng làm được và ngân hàng hỗ trợ cho anh chị khoảng 220 triệu và giá bán cho mẫu xe số tự động 2019 siêu thị ô tô Bình Dương đang niêm yết mức giá là 385 triệu. Rồi em sẽ giới thiệu ngay phần đầu xe nhé. Một cái thiết kế cụm đèn pha ở bản số tự động này cũng vẫn là cụm đèn pha halogen thôi anh chị nhé. Cụm đèn pha halogen, đèn gầm sương mù. Đó. Đèn gầm sương mù. Và mặt ca lăng thì mạ chrome. Đó. Mặt ca lăng mạ chrome. Những đường nét thiết kế rất của i10. i10 được đánh giá là mẫu xe phân khúc hạng A rất khó thay thế hiện nay, rất khó bị đánh bại. Kiểu dáng đẹp, option, tính năng công nghệ cũng rất ok và mức tiêu hao nhiên liệu được. Mẫu xe này phù hợp với anh chị đi gia đình, kinh doanh dịch vụ đều rất là ok cả. Đó, phù hợp trong địa hình đô thị. Về phần thân xe thì chiếc xe này thì sử dụng đây, mâm đúc là răng 14 anh chị nhá. Đấy, mâm đúc là răng 14 và anh chị có thể thấy vỏ này là tất cả là vỏ teo xe hết. Đó, bánh mâm này không có một vết chày. Vẫn còn nguyên những cái tem giấy này. Bởi vì đi có 10.000 km thì cũng không có gì để phải bàn cãi về độ mới của nó cả. Xe này thì em sẽ có một số vết nhựa đường này. Đấy, cái này thì em sẽ cho đánh bóng rửa dọn đi. Tại vì xe mới về nên em chưa cho đánh bóng đâu. Một cái xi nhan báo rẽ tích hợp đây, giải đèn nét đây, báo rẽ tích hợp trên gương chiếu hậu. Phần tay lắm cửa ở đây thì là tay lắm cửa mạ chrome sẵn rồi và có khóa cảm biến thông minh, có nghĩa là anh chị cầm cái khóa điện này, khi mà anh chị muốn lốc cửa hay là mở cửa, anh chị cần ấn nút này là tự mở thôi, rất là dễ dàng. Chén cửa thì chủ xe đã dán rồi. Đó. Kính chắn gió đều dán phim cách nhiệt. Vè mưa cũng đầy đủ hết rồi, vè mưa mạ chrome luôn, rất là đầy đủ. Đó, xe rất là đẹp luôn anh chị coi lần. Xe này nước sơn zin tuyệt đối anh chị nhé. Cam kết cho anh chị nước sơn zin tuyệt đối luôn. Mẫu xe phân khúc hạng A rất là ưa chuộng hiện nay. 385 triệu giá còn thương lượng cho anh chị. 2019 đi có 12.000 km thôi, rất là mới, mang biển số Trà Vinh nhé anh chị nhé. Đó, đây còn một chút, đây là nhựa đường. Cái này em sẽ cho tẩy đi, nhựa đường thôi, không phải là chày, em từng chày. Và đuôi sau thì chiếc xe này được trang bị cụm đèn hậu sau cũng là dạng đèn LED. Đấy, cụm đèn hậu sau là dạng LED luôn. Ừ. Dưới là bốn mắt cảm biến re này. Đấy, kết hợp hai đèn phản quang. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó. À, phần cốp sau thì được mạ một cái đường chrome. Đó, kết hợp một cái logo rất Hyundai này. Đấy, một cái mắt cam re đã được tích hợp sẵn theo xe anh chị nhá. Và đây là cái khoa, nếu mà ở bản sedan này thì sẽ khoang hành lý vô cùng rộng đúng không ạ? Đấy, anh chị để rất là rộng rãi luôn, cực kỳ là thoải mái. Các chi tiết đây, nguyên bản nha anh chị nhá. Đó. Nguyên bản tuyệt đối. Rất đẹp luôn. 2019. Đấy. Đi đúng 12.000 như mới à. Keo chỉ zin tuyệt đối. Đó. Xe còn thơm mùi xe mới cơ. Mọi chi tiết là nguyên bản. Đó. Không có kinh doanh đâu. Nếu mà 2019 mà kinh doanh 12.000 cây này. Số tự động mà. Đấy, những cái chi tiết này không có chảy chụa gì cả. À, đây, vỏ sơ cua là chưa thèm lăn luôn anh chị nhá. Đó, sơ cua chưa lăn. Mới tinh đúng không ạ? Cho anh chị coi vỏ sơ cua là chưa lăn luôn. Quá mới rồi. Rồi. Đó, 385 triệu cái này hỗ trợ đến 220 triệu cơ. Và đây là mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe i10 anh chị nhá. Trong đô thị khoảng 7.8 lít, ngoài đô thị 5.9 lít và kết hợp 6.1 lít. À, 6.6 lít cũng rất là ổn đúng không ạ? Một cái đèn báo thắng kết hợp ở trong kính chắn gió sau. Đó. Trên phần đây cũng được vậy thôi. Đấy, lắp bình xăng cũng được ốp mạ xi rồi này.
Đấy, tất cả là vỏ theo xe hết. Date 2019 và mâm đúc la răng 14, 2 tháng đĩa trước, ABS đầy đủ. Đây là mẫu xe phân khúc hạng A, option rất là miên man. Rất nhiều các mẫu xe phân khúc hạng B như là CT hay là Vios cũng còn phải ghen tị với chiếc xe i10 này. Bởi option thực sự nhiều luôn. Được Hyundai trang bị rất ưu ái cho mẫu xe phân khúc hạng A này. Mọi chi tiết là mới tinh đúng không ạ? Đó. Đây chị xem phần khoang động cơ luôn, động cơ máy 1.2 nha anh chị nhé. Đây, máy 1.2 đây. Mới tinh luôn. Đó. Wow, cái tem giấy là còn nguyên này. Đó, rất là mới. Đó, những cái chi tiết ốc, các chi tiết ốc má ve này. Đấy, ốc cabo. Mới tinh. Chưa có động chạm bất cứ một chi tiết ốc nào cả. Đấy thì em An luôn cam kết một chiếc xe siêu lướt rồi. Đó, anh chị mua chiếc xe này thì mình cũng tiết kiệm được khá khá tiền. Đó. Tội gì mua xe mới đúng không ạ? Mà giá thì giá trên thì em bao gồm chi phí rút hồ sơ cho anh chị. Đó. Giá sẽ còn thương lượng một chút cho anh chị. Khi mà anh chị xem xe trực tiếp phải thương lượng giá nha anh chị nhé. Em xin anh nhại em 385 triệu để sử dụng mẫu i10 sedan 2 đầu 2019 số tự động máy 1.2. 385 triệu. Đó. Mọi chi tiết là mới tinh nha anh chị nhé. Những chi tiết máy này rất là mới, cục ABS trong. Đó, quá đẹp. Đây. Xe này là đi gia đình nên là khám xét lưu hành còn đến tháng 6 năm 2022 nha anh chị nhé. Rồi, sau đây thì em An mời anh chị vào phần nội thất của mẫu xe này để cùng trải nghiệm không gian nội thất cũng như là những option, những cái tính năng của mẫu xe i10. Đấy. Rồi. Rất đẹp đúng không? Rất mới. Khi mà vừa mở cửa xe ra em ăn thấy một cái mùi thơm của mùi xe mới, keo nhựa. Ở đây thì tông màu ở đây là màu ghế da là màu đen kết hợp với cái lỉ này, màu đỏ đô này anh chị này. Đấy, tông màu của bản 1.2 sedan là vậy. Tablo cũng vậy, tablo là đỏ đen, đó, đỏ đô, rất là đẹp luôn. Và đây thì option thì quá là nhiều đi. Rồi bây giờ em bắt đầu kể nhé. Vô lăng ba chấu bọc da và trên vô lăng thì tích hợp đầy đủ cái tính năng như là âm lượng này, chế độ đó, rất là đầy đủ luôn. Đây cho anh chị coi về phần tay cửa tài thì có gương kính chỉnh điện, gương cụp. Và gương cụp này thì kể cả khi mà anh chị lốc cửa, anh chị cầm chìa khóa bên ngoài anh chị lốc cửa thì nó cũng sẽ tự động cụp gương vào, rất là hay, một cái điểm rất cộng của i10. Và anh chị cũng có thể cụp trong được, rất là đầy đủ đúng không ạ? Đó, đây những cái chi tiết đây, thảm lót sàn 6D này. Đấy, những cái bậc lên xuống đều chủ xe dán rồi đó. Thảm lót sàn 6D rất là đầy đủ luôn này. Đó, chủ xe trang bị quá nhiều luôn. Đây, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ hết này anh chị này, của trong Hyundai này. Đó. Vô lăng ba chấu nhá. Hai túi khí an toàn đây. Mà đồng hồ hiện tại đang là 12.543 km anh chị nhá. Đấy, phủ táp lô đầy đủ rồi. Phủ táp lô đầy đủ rồi. Phủ táp lô, đó, khóa đầy đủ thông minh này. Đấy, một mẫu xe phân khúc A này, khóa đầy đủ thông minh luôn. Đấy, khóa đầy đủ này. Một cái màn hình giải trí ở đây khoảng 7 inch. Có chỉ đường luôn, radio. Đấy, cái lối Bluetooth cũng đầy đủ. Điều hòa chỉnh tay. Đấy, hai túi khí an toàn hàng ghế trước, táp lô đầy đủ này. Đó, hai túi khí an toàn rất là mới. Và đây là gương chống chói kết hợp với cam lùi luôn anh chị nhé. Gương chống chói kết hợp cam re luôn, rất là mới led luôn này. Quá ok đúng không ạ? Một chiếc xe siêu đẹp. Đây, hộp số đây, hộp số tự động đây. Rất mới đúng không ạ? Đó. Mọi chi tiết là nguyên bản, tại vì là mỗi một chiếc xe mới thì đấy, chủ xe cũng làm lót sàn 6D đầy đủ hết rồi, rất là sạch sẽ. Đó. Các bậc lên xuống, trần ni lông theo xe này, mọi chi tiết nó còn như mới à, mới tinh. Rồi mời chị về hàng ghế sau. Đó, những cái chi tiết cửa còn mới hết. Đó, hàng ghế sau với một chiếc xe phân khúc hạng A thì như vậy là quá là, em nghĩ là ok lắm rồi, đủ rộng rãi rồi, 5 người ngồi. Đó. Và có thêm một cái bệ tỉ tay chứa đồ luôn. Đấy, bệ tỉ tay. Đấy, cũng như là để nước luôn. Đó. Ok đúng không ạ? Đó. Không gian rất là thoáng luôn. Ừ. Rất là nhẹ luôn. Đó. Rồi em mời anh chị cùng đi với em ăn một vòng nhé. Trải nghiệm một xe này. Rồi, rất là nhẹ nhàng thôi. Sử dụng số tự động rất là nhẹ nhàng. Đây, khóa điện đây. Khóa điện của i10 thì anh chị cứ dắt vào, kẹp vào quần này, rồi anh chị xuống tự động bật mở tắt rất là dễ dàng. Đây, bắt đầu
đi rất là chạy rất là nhẹ nhàng. Đây em đang bật máy lạnh hết nhé. Rồi đi hạ thắng tay, ok. Đó, số tự động đi rất là dễ dàng thôi. Khi mà anh chị đi thì anh chị về D này, đó là anh chị đi thôi. Rất là nhẹ nhàng, đi là nhẹ nhàng. Ok, hao nhiên liệu rất là ok. Đây có chỉ đường luôn anh chị nhé. Đó, anh chị đi đâu là chỉ đường luôn. Rất ok đúng không ạ? Đó. Rất nhẹ nhàng. Anh âm rất là ổn anh chị ạ. Anh chị ơi, trên đây là mẫu xe Hyundai i10 sedan 2019 mà em Hoan vừa lựa chọn để gửi tặng anh chị. Và anh chị quan tâm về mẫu xe này thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe cũng như là thương lượng giá với em An anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em An, giá thì còn thương lượng cho một chiếc xe đẹp, không lỗi và siêu lướt anh chị nhé. Cảm ơn anh chị và chúc tất cả anh chị quý khách hàng thân yêu của em An có một ngày chủ nhật thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Đó, em An xin phép dừng video tại đây. Xin chào và gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào, em Hoa xin chào và gặp lại. Xin chào.